với hơn 10.000 em bé đã chào đời. 2/3 trong số đó là những ca cực khó, vô sinh hiếm muộn lâu năm, tuổi cao, có nhiều bệnh lý phức tạp kèm theo. IVF Tâm Anh tự hào là trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ thành công cao hàng đầu cả nước. Với việc sở hữu những kỹ thuật mới nhất trên thế giới, đội ngũ chuyên gia giỏi, hệ thống trang thiết bị hiện đại và mô hình tiền ba chân phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị hỗ trợ sinh sản nữ, đơn vị nam học, Labo Izonam siêu sạch. Tại IVF Tâm Anh, vô sinh không có nghĩa là vô vọng. Hãy cùng tìm hiểu bí quyết mang lại cơ hội có con chính chủ cho bệnh nhân vô sinh lâu năm, thất bại nhiều lần. Kỹ thuật hiện đại nào đang được áp dụng giúp tăng tỷ lệ phôi làm tổ, giảm tỷ lệ sảy thai, rút ngắn thời gian và chi phí điều trị? Thành tựu mới nào đã được IVF Tâm Anh tạo dựng sau rất nhiều kỷ lục vượt trội trong ngành hỗ trợ sinh sản? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề điều trị hiệu quả, tăng tỷ lệ sinh con chính chủ cho bệnh nhân vô sinh lâu năm, thất bại nhiều lần, suy buồng trứng, vô tình, với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, Thạc sĩ Bác sĩ Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Bác sĩ Lê Đăng Khoa, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Ngọc Quý, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên báo điện tử vtv.vn, báo Thanh Niên, Tâm Anh Hospital.vn, livestream trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và các fanpage Trung tâm Tin tức VTV24, VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNBC, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, IVF Tâm Anh, Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, báo Thanh Niên và Đài Truyền hình Vĩnh Long, tiếp sóng trên fanpage vnexpress.net và fanpage báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Gửi ngay câu hỏi đến các trang fanpage hoặc gọi đến hotline Hà Nội 1800 6858, Thành phố Hồ Chí Minh 0287 102 6789 để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.